Chào tất cả các em. Chúng ta đang ở phần Sinh thái học lớp 12. Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một la mã dòng năng lượng trong hệ sinh thái, sự phân bố năng lượng trên trái đất, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và cuối cùng là khái niệm về hiệu suất sinh thái cũng như là cách tính hiệu suất sinh thái đó các bạn. Trước hết là dòng năng lượng trong hệ sinh thái, một sự phân bố năng lượng trên trái đất. Mặt trời cung cấp năng lượng chủ yếu cho sự sống trên trái đất. Ánh sáng mặt trời phân bố không đồng đều trên bề mặt trái đất. Càng lên cao, lớp không khí càng mỏng nên ánh sáng càng mạnh. Vùng xích đạo thì có tia sáng chiếu thẳng góc nên ánh sáng mạnh hơn vùng ôn đới. Càng xa vùng xích đạo, ánh sáng càng yếu. Ngày càng kéo dài. Ánh sáng còn thay đổi theo thời gian trong năm. Mùa hè thì ánh sáng mạnh và kéo dài hơn. Còn mùa đông thì ngược lại Như vậy ở đây chúng mình lưu ý là mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho sự sống trên trái đất Nguồn năng lượng đầu vào cho toàn bộ các hệ sinh thái trên trái đất chúng ta Mặc dù ở những hệ sinh thái nhân tạo chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp nguồn sáng nhân tạo như là thắp thêm đèn Nhưng mà ánh sáng mặt trời vẫn là nguồn năng lượng chủ yếu ha các bạn Thông qua quá trình quan hợp của sinh vật sản xuất thì Chúng ta biết là quang năng sẽ được chuyển thành hóa năng, năng lượng nằm trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ. Rồi sau đó thì năng lượng trong các chất hữu cơ của sinh vật sản xuất sẽ được truyền qua các bậc dinh dưỡng từ thấp đến cao. Điều đó chúng ta cũng hiểu là sự tồn tại của con người chúng ta cũng chính là gián tiếp nhờ nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời đó các bạn. Năng lượng ánh sáng thì phụ thuộc vào thành phần tia sáng những tia sáng có bước sóng dài chủ yếu tạo nhiệt. Sinh vật sản xuất thì chỉ sử dụng được những tia sáng nhìn thấy, chiếm khoảng 50% tổng lượng bức xạ cho quá trình quan hợp. Quan hợp cũng chỉ sử dụng được khoảng 0,2 đến 0,5% tổng lượng bức xạ chiếu trên trái đất để tổng hợp nên các chất hữu cơ. Ở đây chúng ta lưu ý là à, quan hợp thì cũng chỉ sử dụng được 0,2 đến 0,5% tổng lượng bức xạ chiếu trên trái đất để tổng hợp các chất hữu cơ. Ở nội dung này chúng ta thấy nếu như chúng ta biết được tổng lượng bức xạ ánh sáng mặt trời trên một đơn vị diện tích nào đó, ví dụ như một cánh đồng cỏ, thì chúng ta có thể tính được năng lượng tích lũy được trong các chất hữu cơ của sinh vật sản xuất bằng cách lấy tổng lượng bức xạ đó nhân cho 0,2 hoặc là 0,5% để ra được cái năng lượng tích lũy ở trong các chất hữu cơ của sinh vật sản xuất đó các bạn. Chúng ta sang tiếp phần 2 nhỏ là dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Trong chu trình dinh dưỡng, năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm do phần năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách. Trên hình 45.1 Chúng ta tìm hiểu sơ đồ khái quát năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Ở đây chúng ta có chuỗi thức ăn. Đầu tiên là sinh vật sản xuất, rồi đến sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2 và sinh vật tiêu thụ bậc 3. Ở đây là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Sinh vật sản xuất ở đây có thể là cây dẻ, rồi sinh vật tiêu thụ bậc 1 là xén tóc, sinh vật tiêu thụ bậc 2 chính là thằng lằn và sinh vật tiêu thụ bậc 3 chính là diều hâu. Và trên hình này chúng ta thấy là để mô tả cho cái việc là năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng giảm dần thì người ta dùng cái mũi tên màu đỏ nói nhỏ dần qua các bậc dinh dưỡng nữa các bạn. Nó thấy mũi tên năng lượng ánh sáng đi vào sinh vật sản xuất thì rất là lớn sau đó sẽ giảm dần giảm dần qua các bậc dinh dưỡng để minh họa ý là năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng thì giảm dần tại sao lại có chuyện là năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng thì lại giảm dần đầu tiên nhờ quan hợp mà quan năng sẽ được chuyển thành hóa năng ở sinh vật sản xuất sau đó hóa năng từ sinh vật sản xuất sẽ được truyền qua các bậc dinh dưỡng ví dụ ở đây là sinh vật tiêu thụ bậc 1 là xén tóc rồi sinh vật tiêu thụ bậc hai là thằng lằn, rồi đến sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất ở đây chính là diều hâu. Ở hứa sinh vật sản xuất, phần lớn năng lượng được sử dụng cho hô hấp tế bào để tạo ra năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động sống như là tổng hợp các chất, vận chuyển các chất qua màng hoặc là hút muối khoáng một cách chủ động, vân vân. Phần lớn năng lượng sẽ được giải phóng ra dưới dạng nhiệt và thất thoát vào môi trường năng lượng còn thất thoát khỏi uh, sinh vật sản xuất thông qua cái việc là cành lá rơi rụng đó các bạn và chỉ có một phần nhỏ năng lượng từ sinh vật sản xuất được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn đó là xén uh, tóc sinh vật tiêu thụ bậc 1. khi xén tóc nhận được một phần năng lượng từ sinh vật sản xuất thì không phải tất cả cái năng lượng này đều được sử dụng để cấu tạo nên chất sống của uh, con xén tóc này mà phần lớn năng lượng cũng sẽ Bị thất thoát qua quá trình hô hấp Tạo ra nhiệt độ trả về môi trường Chỉ có một phần nhỏ năng lượng Là dùng để cấu tạo nên các chất hữu cơ Của xén tóc này thôi Một phần năng lượng cũng bị thất thoát Qua chất thải Và do vậy chỉ có một lượng Rất là nhỏ năng lượng được chuyển từ xén tóc Lên sinh vật tiêu thụ bậc 2 Chính là thằng lằn Với một lượng năng lượng Nhỏ nhận được từ xén tóc Phần lớn năng lượng sẽ thất thoát Qua quá trình hô hấp tạo nhiệt trả về môi trường. Rồi còn có một phần năng lượng bị thất thoát qua chất thải. Do vậy chỉ còn một phần năng lượng rất là nhỏ, rất rất nhỏ được truyền từ thằng làng lên diều hâu mà thôi. Và trong cái quá trình truyền uh, năng lượng này chúng ta thấy ban đầu đó chính là quang năng, năng lượng ở sáng mặt trời, rồi chuyển thành hóa năng, năng lượng trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ. Trong quá trình mà truyền năng lượng thì hóa năng trong các chất hữu cơ phần lớn sẽ được chuyển thành nhiệt năng trả về môi trường và nhiệt trả về môi trường thì không được sinh vật tái sử dụng mà nó sẽ được bức xạ trở về vũ trụ do vậy người ta sẽ gọi cái quá trình truyền năng lượng qua các bậc dinh dưỡng này gọi là dòng năng lượng trong hệ sinh thái tức là năng lượng nó đi theo dòng đi theo một chiều nó chỉ được sử dụng một lần qua chuỗi thức ăn mà thôi khác với lại chu trình sinh địa hóa có sự tuần hoàn vật chất trong hệ sinh thái. Ví dụ như carbon hay nitơ hay là nước thì nó có sự tuần hoàn, tức là tái sử dụng đó các bạn. À, tuy nhiên là với năng lượng thì nó không được tái sử dụng mà bắt đầu là quang năng thì sẽ chuyển thành hóa năng, rồi hóa năng sẽ chuyển thành nhiệt năng trả về môi trường. Năng lượng đi theo dòng và chỉ được sử dụng một lần qua chuỗi thức ăn mà thôi. Do vậy mà ở đây chúng ta sẽ lưu ý À, nội dung là trong hệ sinh thái thì năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường. Còn vật chất thì mới được trao đổi qua chu trình dinh dưỡng, tức là tuần hoàn. Vật chất thì tuần hoàn, còn năng lượng thì đi theo một chiều, đi theo dòng nha các bạn. Chúng ta sang tiếp phần 2 la mã hiệu suất sinh thái. Hiệu suất sinh thái là tỷ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Như vậy, hiệu suất sinh thái chính là tỷ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Ở mỗi bậc dinh dưỡng thì phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp. Đó là phần năng lượng bị mất đi do tạo nhiệt, vận động của cơ thể và cái lượng năng lượng bị mất qua hô hấp này chiếm khoảng 70%. Phần năng lượng bị mất qua chất thải, phân động vật, chất bài tiết, các bộ phận rơi rụng như lá cây rụng, rụng lông và lột xác ở động vật thì khoảng 10%. Năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn chỉ khoảng 10%. Năng lượng tích lũy để sản sinh ra chất sống ở mỗi bậc dinh dưỡng thì chiếm khoảng 10% năng lượng nhận được từ bậc dinh dưỡng liền kề thấp hơn. Ở đây ta có sơ đồ hình 45.3 biểu diễn hiệu suất sinh thái ở một bậc dinh dưỡng. Ví dụ ở đây chúng ta xem năng lượng nhận được từ bậc dinh dưỡng dưới tức là bậc thấp hơn liền kề là 100%, thì chúng ta xem đó chính là năng lượng đầu vào, thì sẽ chỉ có 10% trong số cái phần năng lượng này là tích lũy để mà sản sinh ra các cái chất sống, ví dụ như là protein, lipid, carbohydrate, acid nucleic để cấu tạo nên tế bào của cơ thể mà thôi. Sẽ có đến 70% năng lượng mất đi qua hô hấp tạo nhiệt và gọi cái năng lượng này chính là năng lượng đầu ra nè các bạn năng lượng đầu ra thì có thể nằm ở cái phần năng lượng mất qua chất thải hoặc là uh, cành lá rơi rụng hoặc là lông rụng vân vân thì khoảng là 10% và chỉ có khoảng 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn mà thôi hay nói cách khác là trung bình uh, hiệu suất sinh thái tức là tỷ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng từ bậc dưới lên bậc trên là khoảng 10%. Trong một chuỗi thức ăn, hiệu suất sinh thái càng cao khi năng lượng thất thoát càng ít, tức là chuỗi thức ăn sẽ ngày càng dài. Điều đó giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái dưới nước thì thường dài hơn so với hệ sinh thái trên cạn. Thông thường chuỗi thức ăn ở trên cạn thì thường có 3 hoặc là 4 mắt xích. Còn chuỗi thức ăn ở dưới nước thì có số mắt xích nhiều hơn, tức là chuỗi thức ăn dài hơn. Ví dụ ở đây chúng ta có cái chuỗi thức ăn Tảo giáp sát, cá trích, cá ngừ, cá mập thì là có 5 mắt xích. Sở dĩ chuỗi thức ăn ở dưới nước dài hơn so với ở trên cạn là bởi vì cái năng lượng thất thoát nó ít hơn. Nhiệt độ của nước tương đối là ổn định, ít có thay đổi nhiều so với ở trên cạn. Hô hấp để tạo năng lượng cho vận động thì nó rất là ít bởi vì nước là một cái môi trường đệm đỡ mà nó có thể uh, giúp cho uh, các loài sinh vật thủy sinh di chuyển một cách nhẹ nhàng cho nên là năng lượng mất qua hô hấp để vận động nó rất là ít. Thêm nữa là cái lượng năng lượng mất qua chất thải hay là sự rơi rụng ở các sinh vật ở trên cạn thì rất là lớn hơn so với ở chuỗi thức ăn ở dưới nước. Ở sinh vật ở dưới nước thì sinh vật sản xuất nó chính là uh, vi khuẩn lam tảo lục đơn bào và các loại rong đèo thì chúng ta thấy là cái phần vật chất mà không sử dụng được hoặc là cái phần sử dụng mà không đồng hóa được nó rất là ít chính vì vậy nó làm cho uh, hiệu suất sinh thái chuyển hóa giữa các bậc dinh dưỡng nó cao tức là năng lượng thất thoát sẽ ít thì chuỗi thức ăn sẽ có thể dài hơn so với chuỗi thức ăn ở trên cạn vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài quá 6 mắt xích? Sau đây là ví dụ một chuỗi thức ăn mà có 5 mắt xích. Sinh vật sản xuất trong chuỗi thức ăn này chính là lúa. À, cô giả sử như là lúa nhận được à, năng lượng từ ánh sáng mặt trời chính là 100%. Thì sẽ có 10% năng lượng nhận được từ ánh sáng mặt trời sẽ dùng để sẽ dùng để tổng hợp chất hữu cơ à, cấu tạo nên các cái bộ phận của cây lúa. Còn phần lớn năng lượng thì sẽ thất thoát Thông qua quá trình hô hấp Đến 70% Rồi còn một cái phần thất thoát ở Thông qua cành lá Rơi rụng Là 10% Chỉ còn 10% Năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn Chính là ở sâu Chỉ có 10% trong số 10% năng lượng nhận được từ lúa Thì dùng để cấu tạo Nên chất sống của cơ thể sâu 70% của 10% Tức là chúng ta sẽ có ở đây là 7% thất thoát qua hô hấp. Rồi có 10% trong số 10% năng lượng nhận được từ lúa thất thoát qua cái phần chất thải. Như vậy ở đây sẽ có 1%. Và 10% trong số 10% nhận được từ lúa được chuyển lên bậc dinh dưỡng cao hơn là ở S. Như vậy 10% trong số 10% ở đây chính là 1% được chuyển lên bậc dinh dưỡng cao hơn là ở S. 10% trong số 1%. Như vậy chúng ta sẽ có ở đây là 0,1% dùng để cấu tạo nên chất sống. 70% trong số 1% nhận được từ sâu sẽ bị thất thoát qua hô hấp. À, 0,7% và cũng một lượng chất thải là 0,1%. Và tương tự sẽ có 10% trong số 1% năng lượng thì sẽ được chuyển lên cho rắn. Như vậy chỗ này nó sẽ là 0,1%. Năng lượng từ S chuyển qua đắng Tương tự như vậy trong số 0,1% Năng lượng nhận được từ S Thì sẽ có 10% trong số 0,1% này Tức là chỗ này sẽ có 0,01% Cấu tạo nên chất sống Và 70% năng lượng của 0,1% Nhận được từ S thất thoát qua hô hấp Tức là 0,07% Một lượng chất thải là 0,01% và chỉ có 10% trong số 0,1% năng lượng từ rắn chuyển lên diều hâu. 10% trong số 0,1% năng lượng từ rắn chuyển sang diều hâu, tức là ở đây là 0,01%. Và ở diều hâu thì chúng ta thấy là chỉ có 10% trong số 0,01% này dùng để cấu tạo nên chất sống của diều hâu, tức là ở diều hâu năng lượng tích lũy sẽ là 0,001%. Như vậy là ở một cái chuỗi thức ăn ở đây có 5 mắt xích thì đến diều hâu chúng ta thấy năng lượng tích lũy ở diều hâu đã rất là thấp. Giả sử còn một cái mắt xích nào ở cuối này nữa thì năng lượng nhận được sẽ vô cùng thấp, thấp đến mức không đủ để duy trì mắt xích đó. Cho nên mắt xích đó thì sẽ không tồn tại. Như vậy là chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái thì thường là không kéo dài quá 6 mắt xích. Bởi vì À, năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng thì ngày càng giảm dần Giảm đến một mức nào đó mà à, năng lượng quá thấp Không còn đủ để duy trì một cái mắt xích nào đó Thì nó không thể tồn tại Trong phần nội dung à, khái niệm về hiệu suất sinh thái Thì chúng ta thấy năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp Lên bậc dinh dưỡng trên liên kề Thường là khoảng 10% Tuy nhiên trong thực tế à, hiệu suất sinh thái thì À, không phải lúc nào cũng là 10%. Nó có thể à, thấp hơn hoặc là nhiều hơn. Do vậy, chúng ta có cách tính hiệu suất sinh thái. Chính là tỷ lệ phần trăm giữa năng lượng tích lũy ở một bậc dinh dưỡng nào đó so với năng lượng tích lũy ở bậc dinh dưỡng đứng trước bất kỳ. Thông thường là đứng trước liền kề đó các bạn. Hiệu suất sinh thái tính bằng phần trăm bằng CI cộng 1 trên CI nhân 100%. Trong đó CI là năng lượng ở bậc dinh dưỡng thứ Y. Còn CI cộng 1 là năng lượng ở bậc dinh dưỡng thứ Y cộng 1 sau bậc CI. Ví dụ trong tháp năng lượng dưới đây, cỏ, sâu, chim sâu và diều hâu, thì hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 so với bậc dinh dưỡng cấp 2 là bao nhiêu? Đầu tiên, chúng ta sẽ xác định câu hỏi dựa trên khái niệm về bậc dinh dưỡng cấp 3 so với bậc dinh dưỡng cấp 2. Trên tháp năng lượng này chúng ta thấy cỏ là bậc dinh dưỡng cấp 1, sâu là bậc dinh dưỡng cấp 2, chim sâu là bậc dinh dưỡng cấp 3 và diều hâu là bậc dinh dưỡng cấp 4. Do vậy hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 so với bậc dinh dưỡng cấp 2. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 so với bậc dinh dưỡng cấp 2 nhân cho 100% thì chúng ta sẽ có bậc dinh dưỡng cấp 3 chính là chim sâu, còn bậc dinh dưỡng cấp 2 chính là sâu. Chúng ta sẽ tính ra được là 7,5% phần trăm ha các bạn. Câu hỏi này người ta đang hỏi chúng ta tính hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 so với bậc dinh dưỡng cấp 2. Tuy nhiên, nếu câu hỏi là hãy tính hiệu suất sinh thái giữa uh, sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với sinh vật tiêu thụ bậc 2 thì uh, cách tính lại khác nha các bạn. Nếu là hỏi giữa sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với sinh vật tiêu thụ bậc 2 thì chúng ta sẽ xác định sinh vật tiêu thụ bậc 3 ha các bạn. cỏ là sinh vật sản xuất nè. Sâu là sinh vật tiêu thụ bậc 1. Chim sâu là sinh vật tiêu thụ bậc 2. Diều hâu là sinh vật tiêu thụ bậc 3. Cho nên tính hiệu suất sinh thái giữa sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với bậc 2, tức là chúng ta sẽ lấy tức là chúng ta sẽ lấy năng lượng ở diều hâu và đem chia cho năng lượng ở chim sâu. 5% ha các bạn. Ở cuối bài có câu trắc nghiệm là quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết điều gì? Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã sẽ cho chúng ta biết dòng năng lượng trong quần xã ha các bạn. Tức là năng lượng sẽ truyền từ sinh vật sản xuất sang sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2, bậc 3 vân vân và đến bậc dinh dưỡng cấp cao nhất. Trong quá trình truyền năng lượng như vậy thì năng lượng sẽ giảm dần qua các bậc dinh dưỡng. Tiếp theo là phần trắc nghiệm để củng cố nội dung bài một Năng lượng của các hệ sinh thái có nguồn gốc từ đâu? Năng lượng của các hệ sinh thái thì có nguồn gốc từ năng lượng ánh sáng mặt trời ha các bạn. Câu 2. Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật? Nhóm sinh vật có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh chính là quang năng. Vào quần xã sinh vật chính là hóa năng nằm trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ. Đó chính là sinh vật sản xuất thông qua quá trình quan hợp hả các bạn? Đáp án câu C. Câu 3. Trong các hệ sinh thái, khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề, phần lớn năng lượng thất thoát đó bị tiêu hao qua hô hấp, năng lượng tạo nhiệt hay là vận động cơ thể vân vân. Đáp án câu C. Câu 4. Cho các sinh vật sau Thỏ, hổ, nai cỏ, năng lượng được truyền theo trình tự nào? Để xác định năng lượng truyền theo trình tự nào thì chúng ta lưu ý là à, sinh vật sản xuất à, sẽ đứng ở, ở đầu chuỗi thức ăn. Cho nên số 4 là phải đứng đầu ha các bạn. Sau đó là sẽ tới sinh vật tiêu thụ bậc 1, đó là các loại động vật ăn cỏ. Ở đây chúng ta có thỏ và nai. Như vậy 4 sẽ đến 1 hoặc 3 và sau đó là đến 2. Đáp án là câu bờ ha các bạn. Cỏ thì có thể được thỏ ăn và thỏ sau đó thì sẽ trở thành nguồn thức ăn của hổ. Câu trắc nghiệm số 5. Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau. Sinh vật tiêu thụ bậc 1, 2, 3, 4 với lượng năng lượng như thế này thì hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 so với bậc dinh dưỡng cấp 2. Bạn lưu ý ở trên đề người ta cho uh, sinh vật tiêu thụ. Nhưng mà ở dưới câu hỏi người ta lại hỏi tính hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 so với cấp 2. Như vậy chúng ta cần biết là ở đây người ta đã uh, không cho mình năng lượng ở sinh vật sản xuất. Và khi xét về bậc dinh dưỡng thì sinh vật sản xuất sẽ là bậc dinh dưỡng cấp 1. Còn sinh vật tiêu thụ bậc 1 là bậc dinh dưỡng cấp 2. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ xác định bậc dinh dưỡng tương ứng với các loại sinh vật tiêu thụ như thế này. Thì khi hỏi uh, hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 so với bậc dinh dưỡng cấp 2. 3 so với 2, tức năng lượng tích lũy ở sinh vật tiêu thụ bậc 2 đem chia cho năng lượng tích lũy ở sinh vật tiêu thụ bậc 1. Chúng ta sẽ được là 12% ha các bạn. Đáp án là câu A ha. Câu trắc nghiệm số 6 Khi nghiên cứu 4 loài sinh vật thuộc một chuỗi thức ăn trong một quần xã sinh vật, người ta thu được số liệu sau. Có bốn loài từ loài 1 đến loài 4. Số lượng cá thể của mỗi loài như thế này. Rồi số hút. Ở cột thứ 3, người ta cho chúng ta khối lượng trung bình của mỗi cá thể. Ở cột thứ 4, người ta cho bình quân năng lượng trên một đơn vị khối lượng. Câu hỏi là dòng năng lượng đi qua chuỗi thức ăn trên là như thế nào? Chúng ta cần xác định được tổng năng lượng của mỗi loài sinh vật trong quần xã này. Ở loài 1, chúng ta sẽ lấy 20.000 cá thể. Chúng ta đem nhân cho khối lượng trung bình của mỗi cá thể là 0,2 và nhân cho bình quân năng lượng trên một đơn vị khối lượng là 2 kcal. Thì chúng ta sẽ tính ra năng lượng ở đây là 8.000 ha các bạn. Ví dụ ở đây là 8.000 kilocalor ha. Chúng ta làm tương tự, chúng ta lấy các cái số liệu, chúng ta nhân theo hàng ngang. Chúng ta lấy các số liệu nhân theo hàng ngang thì chúng ta sẽ ra cái phần năng lượng tích lũy ở mỗi loài ha. Chúng ta sẽ có là loài 2 là tổng năng lượng là 800, loài 3 là 20 loại 4 là 6 triệu kilocalo. Và nhìn vào tổng năng lượng này chúng ta thấy là dòng năng lượng sẽ truyền từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng thì năng lượng sẽ giảm dần. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D ha các bạn.